Xin chào anh em nha. Hôm nay mình về được cặp cam đùm niền của Wenfa đời 2022 nha anh em. Dưới máy cấp phục tải nha. Phục tải đồ thì hổm gài cũng hết hàng rồi, giờ nó mới hàng về lại nha anh em. Thì cũng nhiều anh em nào hỏi giờ nó có hàng lại thì anh em thấy thì alo lại giùm mình nha. Thì mấy cái hàng phục tải này thì nhẹ gọn thì mình sẽ không có cần cặp nha anh em. Còn cặp bánh nó nặng thì mình phải cặp giùm mình 100.000 nha anh em. Bởi vì bánh nặng là phải cặp giùm mình 100.000. Rồi bây giờ để mình quay chi tiết cho anh em những món đồ hôm nay mình bán nha. Trước tiên là phục tải đồ nha anh em. Phục tải đồ này là 200kg nha, tải 200kg trở lên nha. Nó có mức tăng nè, nó có mức tăng tải đồ này. Đó, anh em nào muốn tăng nặng lên tăng, muốn để về chạy thì để. Đó, có đầy đủ cái mức tăng hết nha. Phục này thì bao chất lượng cho anh em. Để chất lượng. Chất lượng bao bọc cho anh em nha. Thì cái cặp phuộc tải đồ này là mình xài cho tất cả các dòng của Honda nha anh em. Quay ghim, quay pha, rồi ghim lùng, ghim cao gì xài chung được hết nha. Da là xài chung, xe da là không có xài được thôi, còn như là dòng Honda là xài được hết. Thì cái cặp phuộc này mình bán cho anh em với giá là 270.000 bao ship nha. 270.000 bao ship một cặp. Anh em thợ nào lấy số lượng nhiều thì có giá tốt nha anh em. Anh em nào lấy từ 5 cặp trở lên, cho 5 cặp phục trở lên thì có giá tốt cho anh em thợ nha. Đó. 270.000 một cặp phục. Ở đời 200kg trở lên. Rồi bây giờ tới cái cùi dĩa nha anh em, cùi dĩa của cặp bánh này nè. Đây cùi dĩa 2022 này nha anh em. Đát 2022. Cái này giờ anh em rửa là đẹp lắm nha, tại vì mình không có không rửa là rửa cái nước dơ ướt cái mình không có quay được. Nên mình để khô vậy mình luôn, mình không có vệ sinh. Giờ anh em vệ sinh lại nha. Mặt tạng này đẹp keng nè. Đó, ốc tán đầy đủ. Hai cái cốt cũng vậy luôn. Hai cốt cũng giờ anh em rửa lại là đẹp nha. Rồi thì cái này mình bán cho anh em nguyên bộ này nè. Cùi dĩa nè. Cốt canh đồ bát tăng sên đồ đầy đủ. Hai cặp cốt luôn. Thì mình bán cho anh em với giá là bán cho anh em với giá là 250.000 nha. 250.000 cặp cốt như cùi dĩa. Rồi tới cái cặp bánh. Cặp bánh này là quay Alpha 110 đời mới giờ nha anh em, má nhỏ nè. Nhìn 1.4 1.6 nè. Đát nè, đát 2022 ở trong này nha anh em. Giờ anh em rửa lại đẹp cực kỳ luôn. Đây vỏ nè, vỏ còn zin luôn nè nha anh em. Vỏ zin theo xe trước sau là còn nguyên cặp luôn nè. Cầm sáng trưng đùm đẹp. Cặp này là ok nha anh em. Cặp này nè anh em nào mà muốn vô xe là ok luôn nè. 1.4 Goshi nè. Để mình coi cái đát nó cho anh em coi. Đây 2022 nè. Đó 2022. Quá đẹp luôn. Cặp bánh tương đối sạch đẹp nha anh em. Không lỗi lầm gì hết nha. Bạc đạn zin theo xe luôn nha. Cái này là bao cho anh em là không lỗi lầm gì hết nha, không công không quẩn nha, bố thắng zin theo xe còn luôn nè. Thử cho anh em coi nè. Đó, nó còn dày cực kỳ luôn. Bánh này là người ta đi rất là ít nè, nên cái vỏ nó còn đẹp. Bánh sau cũng vậy luôn nè anh em thấy không? Cái bố nó còn dày cui luôn nè. Bố zin mà nó còn dày vậy nè. Đó, bố zin theo xe luôn. 2022 nha anh em. Đó. Cầm cũng sáng trưng luôn. Niền thì bao một mỏ, tại vì cắm mà còn đẹp vậy là niền không bao giờ mục nha anh em. Đây. Một chấm sáu nha anh em, bánh sau 1.6 nha. 1.6, vỏ 2022, vỏ trước vỏ sau còn luôn. Đó, vỏ trước còn nguyên cặp luôn nha anh em. 1.6, vỏ 275. 275 là 80-90 là nó bằng size đó nha anh em. 80-90 nè. 17. Mặt đạn zin theo xe còn luôn. Mặt đạn zin. Cầm thì bao đẹp cho anh em. Rồi cái cặp bánh này mình bán cho anh em với giá là 1.5 triệu nha anh em. Bán cho anh em với giá là 1.5 triệu cộng ship 90.000 nha. 1.5 triệu ship 90.000. Anh em giờ mấy cái số nó còn nguyên nguyên luôn nè ha. À, nếu mà xài lâu là mấy số này nó sẽ bị trôi hết nè. Cái này là ít xài, ta đậu là nhiều nên còn rất là đẹp nha.
Rồi 1,5 triệu cộng ship 90.000 nha anh em. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào cần thì alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.